Đây là các cái tác phẩm đang bày ở hai bên đường trước cổng của sân vận động. Ở bên trong thì các tác phẩm mới đang được sắp xếp, nhưng ở bên ngoài đã kín chỗ hết rồi. Các bạn có thể nhìn thấy một cái tùng kim cương đang trổ mã rất đẹp. Đây là hoa khôi ở cái khu vực này. Đấy, nót trên mặt chậu là loại đá núi nửa. Cây này rất già và đẹp, quá đẹp. Đây là loại đá núi nửa giúp thấm hút nước tốt và thoáng khí cho cây. Nghe đồn tác phẩm này đang được chào giá 1,2 tỷ. Đây là tác phẩm của nhà vườn phía Nam. Đúng là một tác phẩm đẹp, hiếm có, khó tìm. Bộ gốc rễ rất to. Ở phía ngoài cổng thì bonsai rất phong phú về cái chủng loại, có rất nhiều chủng loại và kích thước cũng phong phú nữa. Nhưng chắc chủ yếu là các cái nhà vườn phía trong chuyển ra phía Nam. Tôi nhìn thấy cần thăng, ninh sam, sam núi. Trà Phúc Kiến. Có cả hồng xiêm.
cần thăng, mai chú thủy, hai cái quả của nó. Bên trong kia là một cây vú sữa seri. Một cây khế hoa giấy, còn có cả bộ sưu tập hoa giấy Mỹ này, rất đồng đều nhau về kích thước. Đây, dàn bonsai mini ở đây trưng bày rất là mình rất thích. Mai chiếu thủy, trang đỏ, cần thăng. Một loại hoa giấy rất lạ, hoa giấy ná lạ quá. Mai chiếu thủy mini. Thôi xin vậy thôi, ai dám lấy cho không dám lấy.
rất nhiều mai trường thủy, lá nhỏ. Bố em thích cây lắm. Chung các nhà vườn từ xa, từ tít trong Nam ra đây thì sẽ phải ăn ngủ ở đây dài dài. Nên là tôi nghĩ là giá bán cây ở đây có thể là sẽ đắt hơn bình thường. Vì là các nghệ nhân phải mất rất là nhiều công sức để chuyển cây ra ngoài này. Chi phí vận chuyển cầu hạ, chi phí đi lại ăn ở. Nên có thể là giá cây có thể sẽ đắt hơn. Nhưng bù lại thì những cái người đam mê cây thì sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cho mình hơn. Sẽ được xem nhiều tác phẩm hơn. Có thể thay vì chỉ có mỗi xanh, xinh. Thì ra đây là những người yêu cây được tiếp cận nhiều hơn với các tác phẩm của các nghệ nhân phía Nam. Phía trong này còn rất nhiều những cây bày bán ngoài đường, có khi còn nhiều gấp đôi các cây ở trong triển lãm. Ở đây này người. Cần thăng
chiếu thủy. Sam núi. Thank you.